Xin chào các bạn. Những ngày ngoài trời mát mẻ và có những cơn gió mạnh rất thích hợp để làm con diều sáo chơi. Tôi lấy đoạn tre đã phơi được vài ngày, chẻ nó ra thành những thanh nhỏ và cẩn thận vót chúng ra thành hai thanh tre có dạng hình vuông với bề dày 0,8cm và chiều dài 200cm, rồi vót thêm một thanh khác có bề dày 0,9cm và chiều dài 140cm. Tuy nhiên, những thanh tre này thường không được thẳng như mong muốn. Tôi sẽ đi lựa một ít nhánh cây khô để nhóm lửa, rồi hơ đều qua đoạn cong, sau đó cầm hai tay đưa lên đầu gối và nắn nhẹ cho nó được thẳng ra. Khi tất cả đã thẳng tương đối, ta sẽ lấy thanh vuông dày 0,9cm đặt xuống đây làm thanh thẳng và lấy thanh vuông dày 0,8cm đánh dấu ở ngay giữa chính tâm. Từ giữa tâm này, ta sẽ đo sang hai bên 10cm, rồi vót từ dấu đó hướng ra bên ngoài, sao cho nó được tròn thật đều, nhỏ dần về phía cuối, với kích thước từ điểm giữa tâm 0,8cm ra bên ngoài 0,4cm và có thể uốn cong được nhẹ nhàng như bạn đang thấy, rồi làm tương tự như thế với phía ngược lại. Sau đó, tôi đặt giữa tâm thanh này lên lưỡi dao, nếu nó không nghiêng về một bên, ta đã có được một thanh cân bằng như thế. Ở đây, tôi đã vót được hai thanh có kích thước bằng nhau như vậy, rồi so độ cong của hai thanh này với nhau. Nếu chiều cong đã đều tương đối, tôi sẽ xếp chúng theo chiều ngang lên trên thanh thẳng để làm cánh cho diều và vót thêm một thanh khác có chiều dài 100cm với chiều dày ở chính giữa 0,6cm và nhỏ dần qua hai bên 0,3cm, rồi đặt xuống phía dưới làm đuôi cho diều. Để cố định các khung này vào thanh thẳng, tôi sẽ lấy sợi dây dù. Ta đặt giữa tâm thanh ngang lên trên thanh thẳng tại vị trí này, sao cho nó tạo ra một góc vuông như bạn thấy, rồi quấn dây vào thanh thẳng, vòng lên qua thanh ngang, luồn xuống dưới thanh thẳng, vòng trở lên qua thanh ngang. Cứ thế ta quấn thành nhiều vòng. Đến đây, bạn quấn vài vòng qua dây giữa hai thanh, rồi siết cho nó chặt lại. Việc này sẽ giúp cho mối buộc được chắc chắn hơn. Với chiều dài của cánh này, tôi lấy 200cm x 28 chia 100 và đo từ thanh trước xuống 56cm làm dấu, rồi buộc thanh thứ hai ngay tại vị trí đó để có được bụng diều. Tiếp theo, tôi khép hai thanh ngang ở một đầu bên vào nhau, rồi cuốn dây thành nhiều vòng, buộc cố định chúng lại. Ta cũng sẽ buộc tương tự như vậy với đầu ở bên. Vì cánh diều này tương đối rộng, tôi đo thử thanh thẳng ra ngoài lần lượt 30cm, 20cm và 15cm với hai bên của thanh ngang và dùng dây buộc dàn cánh lại theo các dấu ở hai thanh như bạn đang thấy ở đây. Ta cũng cần kiểm tra lại hai cánh đã đều nhau chưa bằng cách đo chiều rộng hai bên cánh và đo xéo ở hai góc có kích thước bằng nhau. Nếu nó đã thật đều, tôi sẽ buộc lại ở một đầu cánh rồi làm dấu chính giữa bụng diều. Ta kéo dây vào giữa dây này, luồn xuống dưới kéo qua để nó tạo một đường cong vừa phải ở bên ngoài hướng lên trên. Ở đây, tôi đã đo từ giữa đến điểm cong được 90cm. Ta sẽ kéo dây qua đầu còn lại và tạo hình giống bên đã làm được trước đó. Tiếp theo, tôi kéo sợi dây thẳng tới dây ngang này, dùng dây chỉ để buộc cố định lại. Bạn thấy, tôi đã buộc được ở tất cả các mối. Nếu khung diều đã đều và đẹp, ta sẽ nhỏ keo ở tất cả các mối đã buộc để nó được chắc chắn hơn. Với thanh ngắn còn lại, tôi cũng làm dấu ở giữa tâm rồi đặt xuống phía dưới cánh diều 18cm và buộc ngay vị trí đó. Đồng thời, đo từ điểm vừa buộc xuống 36cm, dùng sợi dây dài bằng với thanh đuôi này, buộc lại ở hai đầu, cầm chính giữa sợi dây, kéo tới điểm đã đánh dấu rồi cố định lại. Ta cũng sẽ buộc vào giữa dây này, kéo lên trên thanh đuôi một đoạn với cả hai bên. Việc này sẽ giúp đuôi trông mềm mại hơn. Như thế, bạn đã hoàn thành toàn bộ phần cánh và đuôi diều. Việc còn lại là vào áo cho nó. Tôi đi tìm một miếng vải nhẹ, đủ rộng để có thể phủ qua cánh diều. Ta dùng kéo cắt một đoạn ngắn của miếng vải ngay vị trí giao nhau của hai thanh ở đầu trên và dưới, rồi dùng kẹp kẹp đều xung quanh cánh diều để giữ căng miếng vải tạm thời. Sau đó, tôi lấy kim chỉ rồi may lại ở phía bên trong của khung diều như cách mà bạn đang thấy ở đây cho đến khi xong toàn bộ cánh và đuôi diều. Ta cũng sẽ cắt phần vải dư đi để chúng trông gọn hơn. Thế là xong, chúng ta đã có một con diều rất đẹp. Bây giờ tôi cần buộc dây cho diều. Với chiều dài của bụng này, ta sẽ đo từ thanh thẳng qua hai bên thanh ngang ở trên 9cm, rồi thành lỗ nhỏ ở vị trí đã đánh dấu. Tôi sẽ buộc dây ở một đầu và để dây dài đến giữa bụng diều, giống hình chữ V rồi mới buộc đầu kế tiếp. Tiếp theo, tôi lấy sợi dây dài gấp 2,5 khoảng cách của bụng diều, buộc thành vòng tròn nhỏ ở một đầu và xỏ qua chính giữa sợi dây trên siết chặt lại. Với đầu dây kế đến, ta sẽ buộc vào thanh thẳng phía dưới bụng diều. Cuối cùng, ta buộc dây từ cuộn dù vào giữa dây này và điều chỉnh qua tâm bụng khoảng 2cm về phía trên đầu. Thế là xong, ta có thể đem diều đi thả ngay. Tuy nhiên, diều này cần có tiếng sáo, sẽ thú vị hơn rất nhiều. Tôi dùng một ống nhựa có kích thước dài 33cm và lòng trong rộng 3,8cm, rồi tìm thêm một miếng xốp có độ dày 2cm, đặt miếng ống vào xốp này
ta dùng bút vẽ theo miệng ống thành một hình tròn, rồi cẩn thận cắt theo dấu mực sao cho nó thật đều để ra được hai hình tròn như thế. Tôi sẽ đặt tạm nó ở đây và lấy thêm một miếng xốp khác, có độ dày 3 cm. Ta cũng sẽ kẻ vòng tròn theo miệng ống, thêm một vòng tròn nữa bên ngoài lớn hơn bên trong 1 cm. Sau đó, tôi cắt lưới lam thành một số giống như hình bạn đang thấy ở đây, rồi lấy lưới thẳng cắt theo vòng tròn sâu khoảng 0,5 cm. Kế đến, ta dùng lưới cong nạo vòng bên trong thành một mặt phẳng và vẽ vòng tròn dưới đó vào 0,2 cm, kẻ thêm một đường thẳng khoảng 1/3 ở hình này. Ta cắt theo đường thẳng này xuống, rồi khoét theo vòng tròn đến đó để nó tạo ra một lõm đều như bạn thấy. Sau đó, tôi cắt bằng hình tròn bên ngoài, rồi vát phía sau xéo lên để nó có dạng hình chóp nón và trà qua cho láng mịn. Rồi lấy sợi dây dù, tôi để một đầu dây bằng mép này, vòng dây thẳng qua tới mép bên, dùng bút làm dấu theo dây và kẻ thêm dấu nữa về bên lõm có kích thước 0,7 cm. Tiếp theo, tôi khoét xuyên qua theo dấu để có được miệng sáo như bạn thấy, với mép lõm cao hơn mép bằng 0,1 cm và lòng trong rộng như thế. Vì nó bằng xốp nên còn khá mềm, tôi cần dùng một số màu sáp nấu cho chúng tan chảy ra và nhấc khỏi bếp khoảng 1 phút. Sau đó dùng tăm bông thấm vào hỗn hợp này rồi bôi đều lên nắp sáo. Việc này giúp xốp cứng cáp hơn. Ở đây tôi đã phủ đều màu xong toàn bộ nắp sáo và làm được 2 nắp như vậy. Tiếp theo, ta sẽ làm dấu ở giữa tăm bông nhựa và khoan xuyên qua như trong hình đang thấy. Rồi còn lấy một thanh cây tròn sao cho thanh này có thể đút qua được lỗ vừa tạo, để lại phía dưới 26 cm, và dùng keo dán cố định lại. Bây giờ ta lấy miếng xốp đúc trước cho vào đầu ống, rồi từ từ đẩy vào trong tới gần vị trí ở thanh này và làm tương tự với bên còn lại có chiều sâu ống 13,5 cm. Cuối cùng tôi đưa nắp sáo vào miệng ống, chỉnh cho miệng sáo được thẳng theo cọc đứng với phần bằng nằm bên trái và phần lõm ở bên phải, rồi dùng keo nến dán quanh ống cho thật kín. Vậy là xong, ta đã có một chiếc sáo cho diều. Việc kế tiếp là buộc sáo vào diều. Tôi cắt một đoạn dây ống nhỏ đút vào chân cọc sáo, rồi đặt nó phía sau lưng diều sao cho ống sáo cao hơn mép trên của cánh 2 cm, và lấy vít nhỏ khoan qua ống dây dính xuống thanh thẳng. Sau đó tôi dùi lỗ ở hai bên mép trên bằng vây đáy miệng sáo và luồn qua đó một đoạn dây, rồi nhấc sáo lên ở góc 50 độ buộc lại ở hai đầu sáo. Đồng thời lấy thêm đoạn dây khác dùi hai lỗ bên dưới cánh diều và kéo lên trên buộc vào hai đầu sáo. Vậy là xong, ta đã có diều và sáo. Việc bây giờ là tìm bãi trống để thả. Vì diều này phải có hai người, tôi cần tìm một bạn. Bạn này sẽ giúp tôi đưa con diều ra xa, còn tôi cầm dây ở một đầu. Chúng tôi sẽ chờ khi gió căng, bạn ấy sẽ phóng diều lên. Tôi cầm dây điều khiển cho con diều lao vút lên bầu trời. Bạn thấy con diều bay lên rất ổn định và phát ra một âm thanh nghe rất phấn khích. Vì gió khá mạnh làm sợi dây diều rất căng, khiến tôi gặp nhiều khó khăn trong việc cầm dây diều. Lúc này tôi đưa bạn ấy cầm diều, rồi tìm một thanh cây, đóng cọc này theo chiều xéo ngược với hướng gió và buộc dây diều vào đó. Bây giờ chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn con diều tự mình làm được, rất đẹp, bay trong gió và lắng nghe tiếng sáo ngân nga từng hồi, rất thú vị.